Chào Nhật Phong. Mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu những vấn đề xảy ra xung quanh chúng ta. Và chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, quý vị, bản tin mới nhất mà tôi có trong 2-3 ngày nay, tôi không loan, nhưng mà nó đã được loan truyền ở trên tất cả các cái công ty truyền thông của Hoa Kỳ. Đó là bà Hillary Clinton, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ, cựu đệ nhất phu nhân và là cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ đã lên tiếng và muốn xóa bỏ cái section 230 trong đạo luật truyền thông mà chồng của bà ta đã ký ban hành năm 1996. Quý vị, đây là cái uh, lời phát biểu của bà ta khi mà bà ta chủ động là muốn uh, xóa bỏ cái section 230, liệu bà ta có ủng hộ cho quyền tự do ngôn luận hay không? Câu trả lời là không quý vị. Đạo luật này nó là cái uh, sinh 230 này nó nằm trong cái đạo luật truyền thông mà chồng của bà ta đã ký bằng hành luật là ông Clinton năm 1996 gọi là Communication Decency Act. Đây là cái đạo luật mà trong đó là giúp cho tất cả những cái platform internet không bị kiện bởi các cái đơn kiện của người dân cho bất kỳ vấn đề gì và họ xem họ là những cái platform công cộng, tức là họ là những cái uh, những cái uh, Uh, trang mà được xem là công cộng và họ không bị khởi kiện cho những vấn đề này và chính điều này mà các công ty truyền thông xã hội sau này khi xuất hiện từ uh, facebook instagram trước đó là twitter và kể cả google họ đã áp dụng cái uh, đạo luật cái cái uh, lá chắn này để tránh cho họ không bị kiện khi mà họ kiểm duyệt cái quyền tự do ngôn luận của người dân tức là cái uh, tu chính án số 1 nếu quý vị khiếu nại nếu quý vị khiếu nại và kiện họ về việc mà xâm phạm quyền tự do ngôn luận của quý vị thì họ nói ô oh, chúng tôi là private company chúng tôi là công ty tư nhân quý vị muốn vào nhà chúng tôi quý vị phải tuân thủ tất cả những cái uh, uh, quy tắc của chúng tôi đây là cái cách mà các công ty truyền thông đã là, truyền thông xã hội đã làm. Và nếu quý vị khởi kiện về thiệt thòi về vấn đề gọi là quyền tự do ngôn luận của quý vị mà quý vị không dùng chữ quyền tự do ngôn luận tức là First Amendment đó, tu chính án số 1 đó thì quý vị kiện về vấn đề thương mại thì họ nói ô oh, chúng tôi là là public platform, chúng tôi là một cái platform công cộng và chúng tôi được bảo vệ bởi cái Section 230, không thể kiện được. quý vị tức là các công ty truyền thông xã hội có thể dùng tất cả những cái lý do kể cả ca công ty tư nhân cho tới platform công cộng để mà họ tránh không bị kiện. Và bây giờ bà Hillary lại kêu gọi là xóa bỏ cái session 230 mà chồng của bà ta đã ký năm 1996. Đây là cái bản tin đây quý vị. À, tôi cho quý vị thấy đây là cái bản tin. Và tại sao tôi đưa bản tin này lên. Hillary muốn là sẽ à, à, tu chính hoặc là xóa bỏ cái section 230 và trong đó bà ta cho rằng là cái section 230 cần phải là một trong những cái ưu tiên về chính trị và bà cựu Ngoại trưởng này đưa ra lời phát biểu và nhắc nhở về việc à, bảo vệ cái quyền tự do ngôn luận ở trong cái vấn đề an toàn nếu chúng ta thấy được à, cái phía bên kia đã chống lại cái à, gọi là cái vấn đề chính trị hóa của cái section 230. Quý vị đây là cái lời phát biểu của bà ta. Thì quý vị, bà ta cũng chả tốt làm gì cả. Lý do tại sao bà ta không đề ra cái chuyện này từ lúc mà bà ta tranh cử tổng thống. Quý vị, bà ta không hề đề ra cái vấn đề này trong lúc mà bà ta tranh cử tổng thống. Lý do là bởi vì bà ta cần bà ta cần cái uh, sự gọi là kiểm soát về tin tức và kiểm soát về định hướng chính trị. Do đó, bà ta thấy không cần thiết. Cho tới bây giờ, thì khi mà ông Elon Musk mua trang Twitter và đổi tên thành Platform X. Và ông Elon Musk là người ủng hộ mạnh mẽ cho quyền tự do ngôn luận. Và ông để cho tất cả các ý kiến trái chiều nhau ở trên trang Platform X. Thì quý vị, trang Platform X nếu mà xét về cái tầm rộng lớn của nó thì nó không bằng Facebook, Instagram hay Google. Bởi vì cái tầm ảnh hưởng của nó về số ảnh hưởng người người sử dụng không nhiều lắm ở bên ngoài nước Mỹ và ngay cả trong nội địa nước Mỹ. Tuy nhiên, nó lại được tất cả các chính, chính trị ra các uh, giới giải trí mà những kẻ có ảnh hưởng đều sử dụng cho nên cái trang platform x này cái lượng người theo dõi không lớn với lượng người sử dụng không lớn nhưng nó lại gây ảnh hưởng rất lớn bởi vì những người sử dụng là những người có tầm ảnh hưởng ngoài xã hội thì khi mà Elon Musk thúc đẩy cái việc bảo vệ cho quyền tự do ngôn luận thì quý vị, ông để cho tất cả các ý kiến trái chiều nhau đã xuất hiện thì quý vị, ông được bảo vệ bởi Section 230 không kiện ông được không kiện ông được bởi cái section 230. Do đó, Hillary Clinton đòi xóa bỏ cái section 230 để tạo một cái cơ hội khởi kiện cái platform X của ông Elon Musk. Đây là cái ý của bà ta. Chứ chả phải là bà ta bảo vệ cho quyền tự do ngôn luận gì cả. Bà ta chỉ muốn rằng tháo bỏ cái section 230 này để cho những tổ chức cực tả, khuynh tả có thể nộp đơn kiện các trang platform X của ông Elon Musk khi mà ông chủ trương bảo vệ cho quyền tự do ngôn luận thì quý vị, đây là cái cách của bà ta bởi vì à, cái session 230 này nó bảo vệ cho tất cả những platform mà. Đây là cái ý của bà Hillary Clinton và tôi khẳng định với quý vị, đây là ý của bà ta bởi vì trước đó quý vị, chính quyền của Joe Biden và Kamala Harris ngay sau khi nhận chức ngày 20 tây tháng 1 năm 2021 thì ngày hôm sau là ngày 21 tây, họ đã tiếp xúc với một cái à, nhóm cố vấn từ bên Anh nằm trong một cái cơ quan gọi là chống tin giả và tin nhiễu để áp dụng cái việc mà siết chặt quyền tự do ngôn luận trên cái mạng xã hội để ngăn chặn tất cả những ý kiến trái chiều, những cái quan điểm chính trị khác biệt và nhân danh đại dịch, nhân danh disinformation và misinformation để định hướng tất cả ý cái ý kiến của mọi người. Đây là cái bản báo cáo mà bà Mesga bà Masga S đã đưa ra bà là một trong những thành viên của quốc hội đặc trách về cái uh, uh, quỹ ban mà được xem là giám sát ở quốc hội, chứ vị chính quyền của Joe Biden và Kamala Harris đã nhận lời cố vấn từ chính phủ nước ngoài trong cái chính sách về quyền tự do ngôn luận. Các nhà lập pháp đã truy tố. Bản tin mới nhất cho biết thì một bản báo cáo về tài liệu cho thấy chính quyền của Biden và Kamala Harris đã gia tăng cái uh, sự gọi là ủng hộ của một cả nhóm giới chức tại bên Anh trong cái đơn vị gọi là disinformation để bắt đầu buộc tất cả mạng xã hội phải siết chặt tất cả những cái quyền phát biểu và những cái nội dung bắt đầu từ cái cuộc bầu cử cho tới cái cái đại dịch 19 và trong đó thì diễn ra giữa khi mà trong lúc một quốc hội đang mở cuộc điều tra về tình trạng kiểm duyệt nỗ lực có có thể có thể là ảnh hưởng tới cuộc bầu cử năm 2024 và trong đó thì các thành viên của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bắt đầu đưa ra một cái dự luật để bảo vệ và đối phó với việc sử dụng tiền thuế của người dân cho những quốc gia được xem là có những chính sách gọi là đàn áp và trong cái uh, cuộc gặp gỡ của cái hội đồng an ninh quốc gia uh, giữa chính quyền của cho bên và cái uh, đơn vị chống tin giả tin nhiễu của anh vào ngày 21 tây tháng 8 năm 2021 thì uh, cái đơn vị này là một phần mà chính quyền cho bên đã sử dụng để mà tạo ra một cái văn hóa khác trên mạng trên mạng à, à, truyền thông xã hội và tổ chức gọi là America First Legal mà một tổ chức bảo thủ đã bắt đầu lấy tất cả những thông tin này dựa trên cái đạo luật là free information để lấy tất cả những chứng từ này trong tập tài liệu này được công bố bởi bà Nancy Mace là dân biểu của Đảng Cộng hòa ở tại South Carolina là chủ tịch của Ủy tỷ Ủy ban giám sát về vấn đề an toàn không gian mạng. À, vấn đề kỹ thuật thông tin và việc gọi là cải tổ của chính phủ đã viết là Joe Biden và bà Kamala Harris đã yêu cầu tất cả thông tin để có chiến dịch bất hại tất cả những cái lời phát biểu về chính trị ở trên không ở không gian mạng và bà Mace đồng thời cũng đã thúc đẩy cái quyền tự do ngôn luận và tuần trước thì bà đã giới thiệu một cái đạo một cái dự luật gọi là No Fund for Fascist Act trong đó là cấm sử dụng tất cả những cái nguồn thuế của người đóng thuế để hỗ trợ cho những chính phủ nước ngoài mà có cái hành động được xem là đang áp quyền tự do ngôn luận và ban cấm việc hỗ trợ cho những chính quyền nào mà sự mà mà uy hiếp tất cả các công ty truyền thông xã hội trong vấn đề ngăn chặn quyền tự do ngôn luận và trong đó thì cái cơ quan NSC này đã gặp gỡ với các viên chức được xem là đã, đã thỏa hiệp và lấy ý kiến từ các viên chức này có nghĩa là chính quyền của Joe Biden từ năm 2021 đã áp dụng cái chính sách kiểm duyệt trên mạng xã hội của Anh với lời khuyến cáo của các giới chức Anh để mà siết chặt quyền tự do ngôn luận và được nhân danh là chống tin giả và tin nhiễu. Thì quý vị còn nhớ là sau đó Bộ An ninh Nội địa đã lập ra một cái đơn vị tương tự như bên Anh là đơn vị chống tin giả và tin nhiễu và đưa một nhân vật được xem là cực tả vào trong cái vị trí lãnh đạo. Tuy nhiên thì phía quốc hội đã cắt bỏ, không cấp ngân sách và cấm luôn sử dụng ngân sách. Do đó thì Bộ An ninh Nội địa đã phải hủy bỏ cái đơn vị này thì quý vị, đây là cái cách mà họ kiểm duyệt quyền tự do ngôn luận của người dân. Cái cách mà họ kiểm duyệt quyền tự do ngôn luận và họ tìm cách định hướng cái chính trị và họ nhân danh là ô, oh, chúng tôi chống tin giả và tin nhiễu, tức là disinformation và misinformation. Quý vị, họ đã sử dụng cái quyền tự do ngôn luận này lật đổ rất nhiều chính phủ trên thế giới. Và khi nắm được quyền trong tay thì họ lại không muốn cái tự do ngôn luận này lật đổ họ. Cho nên họ phải mượn một cái danh nghĩa nào đó thật đẹp, thật hay, với cái tên rất là kêu, để mà họ giới hạn quyền tự do phát biểu chính kiến của tất cả người dân trong tất cả các lĩnh vực khác nhau. Thật sự quý vị, nếu mà đứng một cách công bằng, cái tổ những cái kẻ mà tung tin giả và tin nhiễu nhiều nhất không ai xa lạ. Chính là giới truyền thông của Hoa Kỳ và thế giới. Chính là giới truyền thông khuynh tả là những kẻ tung tin giả và tin nhiễu nhiều nhất. Và bằng chứng rõ ràng nhất là những lời của ông Trump phát biểu đều được tụi nó tung tin giả, tin nhiễu qua cái hình thức diễn dịch một cách sai lạc. Khi mà ông Trump nói về vấn đề đi tắt rồi, tức là độc tài, ông đã nói rất rõ ràng, tôi chỉ xin độc tài có một ngày để mà tôi khai thác năng lượng và đóng cửa biên giới. Sau đó tôi không phải là nhà độc tài. Đây là nguyên văn lời nói của ông Trump khi được phỏng vấn. Nhưng nó bẻ ra nó nói là ông Trump sẽ trở thành một kẻ độc tài thì quý vị chính tụi nó tung tin giả và tin nhiễu rồi khi mà ông trump dùng cái chữ tắm máu tức là blood path, cho cái kỹ nghệ xe hơi ông nói rằng nếu mà tôi mà thất cử thì kỹ nghệ xe hơi sẽ rơi vào cân tắm máu hàng của trung quốc sẽ tràn ngập tại hoa kỳ xe của trung quốc phụ tùng của trung quốc sẽ tràn ngập tại hoa kỳ quý vị nó cắt bỏ tất cả những cái lời khác nó nói tôi mà thất cử là nước mỹ sẽ bị tắm máu chính những công ty truyền thông này nó tung tin giả và tin nhiễu rồi nó chụp mũ cho ông Trump là đe dọa nền dân chủ. Trong khi 4 năm ông Trump cầm quyền, không có một cái hành động nào đe dọa tới nền dân chủ. Và trong lúc ông tranh cử, cũng không thấy cái điều này. Nhưng mà nó vẫn chụp mũ cho ông ta. Trong khi quý vị, những kẻ vi phạm nền dân chủ là kẻ cầm quyền Joe Biden và Kamala Harris. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, tên một ứng cử viên tổng thống bị xóa bỏ trên lá phiếu bầu. Lần đầu tiên một ứng cử viên tổng thống Mỹ lại bị à, nộp đơn kìa khởi tố về các tội hình sự. Và lần đầu tiên một tổng thống của Hoa Kỳ, một ứng cử viên tổng thống của Hoa Kỳ bị ám sát tới 2 lần. Reagan cũng chỉ bị ám sát một lần. Ám sát hụt đó. Còn ông Trump bị ám sát tới 2 lần. Quý vị, cuối cùng thì ai là kẻ vi phạm nền dân chủ và ai là kẻ cố tình bịt miệng và chưa kể là cái án lệnh của ông quan tòa uh, Huan Merchant ở tại New York cấm ông Trump phát biểu luôn. Quý vị, họ là những kẻ trà đạp lên tu chính đáng số 1. Họ là kẻ trà đạp lên cái nền dân chủ. Đe dọa nền dân chủ. Nhưng bây giờ họ chụp mũ lại cho ông Trump. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất. Tại vì họ đang nắm quyền. Khi mà họ đã nắm quyền, họ bắt chước Cộng sản, siết chặt quyền tự do ngôn luận, quyền tự do phát biểu chính kiến của người dân bằng những mỹ từ khác. Cộng sản thì sử dụng cái chữ gọi là lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức và cá nhân. Cái 331 đó. Thì bây giờ đám dân chủ này và cái đám khuynh tả này nó cũng lợi dụng cái disinformation và misinformation để nó siết chặt quyền tự do ngôn luận. <laughs> và nó buộc tất cả các công ty mạng xã hội là phải đưa ra những chính sách những chính sách mà nó nói rằng là quyền tự do ngôn luận là nó nói rằng là vi phạm tiêu chuẩn các cái chính sách này thì quý vị đây là một trong những cái mà tôi nói với quý vị là rồi nó dùng cái, cái hệ thống gọi là fact check để nó kiểm duyệt người khác đó hôm trước quý vị khi mà tôi đưa lên Facebook gia đình thân nhân của ông Tim ủng hộ cho ông Trump họ mặc out a uh, word for Trump. Họ chụp có lá cờ phía sau. Và tấm hình đó là tấm hình thật. Và những người này là thân nhân của teamwork. Tôi bỏ lên Facebook thôi. Nó gắn phát check vô liền. Nó nói những người này là bà con xa. Quý vị. Tức là nó sử dụng cái hệ thống phát check. Để mà nó kiểm soát tất cả quyền tự do ngôn luận nó sử dụng tất cả những cái dân nhân danh là disinformation và misinformation để nó kiểm duyệt quyền tự do ngôn luận nhưng nó mắc nhắm mắt mở cho chính những công ty truyền thông tung tin giả và tin nhiễu qua cái trường hợp của ông Trump Quý vị, từ cái việc mà kiểm duyệt tất cả những cái tin tức liên quan tới đại dịch rồi bây giờ tất cả những tin tức liên quan tới vấn đề bầu cử nó cũng kiểm duyệt luôn và nó nhân danh là nước ngoài đang can thiệp vào một cuộc bầu cử bằng cách tung tin giả và tin nhiễu vào xã hội hoa kỳ để chia rẽ và những cái disinformation misinformation này từ nga từ trung quốc quý vị nga và trung quốc có đóng vai trò này không yes nhưng mà kẻ đóng vai trò lớn nhất tung tin giả và tin nhiễu chính là CNN, MSNBC, The View, CBS hay là ABC. Đây là những công ty truyền thông chuyên môn tung tin giả và tin nhiễu. Nhưng nó lại được chăm trước. Nó không bị gì cả. Trong khi đó quý vị, những người bảo thủ, họ lên tiếng họ đặt câu hỏi. Cái cách đặt câu hỏi của họ thôi là bị nó gán nhãn cho là tin giả và tin nhiễu. Nhẹ thì nó gắn phát xét. Nặng thì nó cấm cửa luôn. Quý vị, đây là cái chính quyền của Joe Biden và Kamala Harris. Bây giờ chúng ta so sánh đối chiếu lại có đời ứng cử viên tổng thống nào mà bị lấy tên ra khỏi phiếu bầu không? Và nhân danh một cái điều rất vô lý, không dựa trên một cái căn bản pháp lý nào hết. May là tối cao pháp viện đã đưa ra cái phán quyết 9 trên zero. Quý vị không có quyền tước đi quyền tranh cử và quyền bỏ phiếu của người khác. Nó mới buông ra nhưng mà nó vẫn ban hành đó nó vẫn nó vẫn tiếp tục nó làm đó. nó biết cái đó vi hiến mà nó vẫn làm cũng giống như california nó biết rõ ràng cái việc mà cấm giáo chức không thông báo cho cha mẹ phụ huynh biết về những cái ý định con cái trong trường đó là hành động vi hiến nhưng nó vẫn làm nó vẫn làm và nó chụp mũ ngược lại cho đối thủ là đe dọa nền dân chủ trong khi nó xúc phạm nền dân chủ một cách rất rõ ràng thì nó chụp mũ lại cho đối thủ quý vị bây giờ tới phiên Hillary Clinton lên tiếng và yêu cầu xóa bỏ cái session 230 mà chồng của bà ta ký năm 1996 bà ta có tốt lành không tại vì bà ta thấy rằng những cái thông tin đa chiều nó xuất hiện ở trên cái trang platform X nó gây tác hại lớn cho cái khuynh hướng khuynh tả mà bây giờ kiện thì kiện không được tại vì đã platform X được bảo vệ dưới cái Section 230. Thì quý vị, cuối cùng là gì? Bà ta đòi hủy bỏ cái xác lệnh do chính chồng bà ta ký. Là bởi vì bà ta muốn rằng những cái tổ chức gọi là khuynh tả ở trong xã hội Hoa Kỳ nó sẽ nộp đơn kiện trang platform X. Chứ bà ta chẳng có tốt lành gì mà để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của người dân cả và tôi mong rằng cái session 230 này sẽ bị xóa bỏ bởi vì lúc đó từ Facebook cho tới Google hay là Instagram kể cả tiktok đều phải đối diện với tất cả những cái đơn kiện khi quyền tự do ngôn luận của người dân bị xúc phạm quý vị hiện nay tất cả những trang này đều gọi là à, có những cái chính sách gọi là kiềm kiềm chế và kiểm soát nội dung trong khi đó chúng ta chỉ nói về chính trị mà vẫn còn bị bị bệnh miệng còn trang platform X của ông Elon Musk thì quý vị tất cả những cái hình về bon về à, tình dục tất cả những cái kích động về vấn đề gọi là à, buôn người hay là những cái tội phạm hình sự đó quý vị đều bị ngăn cấm platform X không dung dưỡng cho những cái hành động này nhưng platform X mở cái cánh cửa cho cái à, quyền tự do ngôn luận phát biểu chính kiến thì nó chụp mũ cho là oh platform X đã mở cửa cho kích động bạo động Quý vị, kích động bạo động là ai? Và ai đã thực hiện những cuộc bạo động? Quý vị trả lời cho tôi nghe đi. Phía của những người bảo vệ cho cái giá trị gia đình và giá trị tôn giáo, tôi tạm gọi là những người bảo thủ, họ có bạo động không? Trong khi ngược lại, ông Trump đã bị cái lực lượng quân tả ám sát hụt hai lần rồi. Vậy thì quý vị trả lời cho tôi nghe, ai là những kẻ có máu bạo động đây? Ai là những kẻ có máu bạo động đây? Và kích động biểu tình dưới đường phố trên danh nghĩa là biểu tình ôn hòa rồi cuối cùng biến thành bạo loạn, chặn đường, đốt phá, cướp phá và đập phá. Những thành phần này là ai? Có phải người bảo thủ không? Hay là những thành phần à, bài Do Thái, những thành phần anti-war phản chiến, những thành phần của lực lượng chính trị quân tả? Và quý vị, những cuộc biểu tình này với những lời dối trá là biểu tình ôn hòa, nó vẫn được các trang mạng xã hội dung dưỡng trong khi cái câu nói muốn xóa sổ một cái dân tộc khác thì được Facebook đưa lên. Trong khi ông Trump nói, ô tôi chỉ xin đi tắt có một ngày. Thì quý vị, đám truyền thông tha hồ tung tin giả tin nhiễu là ông Trump sẽ là một kẻ độc tài. Thì nó dung dưỡng cho tất cả các công ty truyền thông này phát biểu vô tội vạ. Nó không có phát chắc. Trong khi đó quý vị, cái câu xóa sổ nước Do Thái là From river to the sea, Palestine will be free đây là một cái câu nói tuyên truyền khẩu hiệu của những kẻ bài do thái và tiêu diệt do thái đưa ra mà nó vẫn nói ô câu này không có lý không có gì phải cắm cửa cả ai cũng hiểu ý nghĩa câu này mà trong khi quý vị nói một câu tương tự như vậy mà quý vị bên phía bảo thủ thì nó chụp mũ cho quý vị là kích động bạo động kích động nếu quý vị nói câu này mà với một cái tinh thần bảo thủ để bảo vệ cho một cái giá trị nào đó thì nó chụp mũ cho quý vị là kích động bạo động, vi phạm tiêu chuẩn nội dung cộng đồng. Quý vị, những công ty mạng xã hội nó đang sử dụng tất cả những cái uh, chính sách này để nó siết chặt quyền tự do ngôn luận. Và nó được bảo vệ dưới cái section 230. Thì bây giờ quý vị, quý vị thấy rõ chính chính quyền của của Joe Biden đã lợi dụng cái đại dịch để ngăn chặn tất cả những cái ý tưởng, quan điểm chính trị khác biệt và được nhân danh disinformation và misinformation tức là một cái hình thức tinh vi hơn cộng sản thôi cộng sản thì dùng nhà tù dùng súng đạn bạo lực để đàn áp quyền tự do ngôn luận còn đám này thì nó nhân danh những từ ngữ mỹ miều để đàn áp quyền tự do ngôn luận first amendment và nó không có bị gọi là à, giám sát bởi tối cao pháp viện bởi vì nó là một công ty tư nhân bởi vì tôi mới nói đám dân chủ và đám cực tả này nó tinh vi hơn cộng sản nó biết sử dụng những cái công ty tư nhân để giám sát và kiểm duyệt tất cả ngôn ngữ còn cộng sản thì nó ra mặt dùng nhà tù nó khác nhau chỗ này thôi và cuối cùng thì quý vị nó tránh được cái hiến pháp của hoa kỳ là first amendment tức là quyền tự do ngôn luận bởi vì nó là công ty tư nhân quý vị bước vào nhà nó quý vị phải tuân thủ tất cả Những cái quy tắc nó đặt ra Còn nếu không quý vị đừng bước vào nhà của nó Đây là cái lý luận của tôi đó. Trong khi đó quý vị Những cái công ty cung cấp về hạ tầng cơ sở Cần thiết cho người dân Họ có làm điều này không Tại vì bây giờ mạng xã hội Nó giống như là một trong những cái cần thiết của người dân Ví dụ Tôi đi mà Tôi mướn hay tôi mua một căn nhà Tôi mở tại chương mục với hãng điện tôi mở chương mục với lại công ty cung cấp nước gas họ có dựa trên quan điểm chính trị của tôi cúp tôi không không miễn là tôi trả tiền đủ là được rồi còn các công ty mạng xã hội này quý vị nó cũng là một cái thứ phương tiện bây giờ nó trở thành là thường nhật trong đời sống của người dân nó là một trong những hạ tầng cơ sở về ngôn luận về phát biểu chính kiến tương tự như là công ty điện internet gas hay nước thôi nhưng mà quý vị quý vị mà phát biểu bậy bạ nó coi là bậy bạ thì nó cúp quý vị ngay các công ty điện các công ty nước ra có vì cái chính kiến của tôi mà cúp không nó no. trừ phi tôi không đóng tiền còn các công ty mạng xã hội bây giờ quý vị quý vị mà phát biểu mà nó nói là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nhẹ thì nó đưa phát xét nó treo dò nặng nó đóng luôn cả cái chương mục của quý vị luôn đây là cái hình thức kiểm duyệt tinh vi. Và bây giờ thì quý vị, khi mà trang Platform X đẩy mạnh cái quyền tự do ngôn luận, thì quý vị, nó cảm thấy rằng là người ta tràn qua bên đó nhiều. Là bởi vì người ta đọc được tất cả những cái ý kiến ý cò từ các cái quan điểm khác nhau. Nó gần như đa dạng. Thì bây giờ nó lại muốn bỏ Session 230 để nó giết trang Platform X. Tôi nói là để nó giết trang Platform X nhiều hơn là nó nhắm vào Facebook, Instagram, TikTok hay Google. Đây là cái ẩn ý của nó. Tức là nó sẽ bịt miệng tất cả những ai bất đồng chính kiến Bằng tất cả những cái danh nghĩa rất là đẹp. Chống tin giả tin nhiễu. Trong khi quý vị thực tế tung tin giả tin nhiễu nhiều nhất. Không ai xa lạ hết. Những công ty truyền thông như là MSNBC, ABC, CBS cho tới CNN. Tất cả đều tung tin giả hết nhưng mà nó vẫn được châm trước. Còn quý vị nói y chang như vậy thì nó nói là quý vị tung tin giả. Nó, đó quý vị, ông Trump vừa rồi, ông từ chối không lên chương trình 60 Minutes của CBS. Ông đòi hỏi một câu rất đơn giản. Ê, các anh phải xin lỗi về cái vụ của cái laptop năm 2020 của Hunter Biden. Lúc đó các anh nói rằng tin giả tin nhiễu. Bây giờ xác nhận nó là một cái laptop. Và nó có thật ở trên bằng chứng tình toán. Đám CBS vẫn từ chối không xin lỗi nó tung tin giả tin nhiễu ông trăm đòi hỏi muốn các anh muốn phỏng vấn tôi các anh phải xin lỗi đó là tin có thật các anh nói là tin giả tin nhiễu bây giờ nó lại bằng chứng trên tòa các anh xin lỗi trước đi thì tôi xuất hiện cái vị nó vẫn không xin lỗi nó đổ thừa là ô oh, cái đó là chương trình khác không phải chương trình này của chúng tôi chương trình 60 minutes chúng tôi không có liên can gì tới cái chuyện đó cả cái vị nó nằm dưới cái dù của đài cbs đó. Nội cái này không, quý vị đã thấy rõ. Những kẻ tung tin giả, tin nhiễu là chính những công ty truyền thông này. Và nó đâu có chịu trách nhiệm đâu. 51 kẻ nằm ở trong cái lá thư của cái cộng đồng tình báo. Có tên nào chịu trách nhiệm về việc mà gọi là, nói là cái laptop của Hunter Biden là tin giả, tin nhiễu do Nga tung ra. Bây giờ bằng chứng rõ ràng, 51 tên này có tên nào chịu trách nhiệm chưa? Chính tụi nó tung tin giả, tin nhiễu để chặn cái câu chuyện của cái laptop Hunter Biden năm 2020 đó. Bây giờ có tên nào chịu trách nhiệm bị truy tố chưa quý vị? Đó là cái sự tinh vi của đám này. Nó đàn áp quyền tự do ngôn luận. Nó nhân danh đủ thứ. Rồi cuối cùng quý vị, khi bị phanh phui ra, nó chạy hết. Không một tên nào đứng lại chịu trách nhiệm. Kể cả các mạng xã hội. Các mạng xã hội và các công ty truyền thông có tên nào lên tiếng xin lỗi. À, chúng tôi đã lầm lẫn, chúng tôi đã sai lầm ở trong cái câu chuyện laptop của Hunter Biden không? không? có luôn. Mà trong khi đó, nó đè hết tất cả xuống. Tờ New York Post đăng cái đó ra, nó cấm cửa luôn. Nó không cho đăng trên mạng xã hội luôn. Quý vị, đây là bằng chứng rất rõ ràng của cái gọi là đàn áp quyền tự do ngôn luận. Và bây giờ quý vị, nó vẫn tiếp tục cái chiều hướng này. Trong khi đó, chính nó, chính những kẻ này là những kẻ tung tin giả tin nhiễu. Và cũng chính những kẻ này lợi dụng khe hở của các công ty tư nhân để trù dập tất cả những tiếng nói khác biệt. Đây là một trong những cái mà chúng ta chứng kiến và chính vì lý do này mà chúng ta mong muốn là cái chính quyền mới sắp tới. Nói thẳng luôn là chính quyền của ông Trump sẽ chấn chỉnh lại không để cho những công ty này mất đi cái gọi là có thể sử dụng tất cả những cái lý do của họ để bình miệng người khác. Và Section 230 được bỏ đi. Thì quý vị, tôi nghĩ rằng từ Google cho tới phía của Facebook, Instagram, mỗi quý một ngày cả triệu cái đơn kiện. Và điều này nó sẽ làm cho các công ty mạng xã hội sẽ phải xóa bỏ một số những cái chính sách của họ. Nếu như họ không muốn đối diện với đơn kiện. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.